Xin chào tất cả các em, sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi số 11 cho 125 sách giáo khoa hình học 11 Đề bài câu hỏi số 11 của chúng ta như sau Khoảng cách giữa hai cạnh đối của một tứ diện đều cạnh A bằng kết quả nào trong các kết quả sau đây? Thì ta thấy câu hỏi 11 của ta nó giống với uh, bài tập số 8 trong bài khoảng cách trang 120. Đề bài số 8 là cho tứ diện đều ABCD cạnh a, tính khoảng cách giữa hai cạnh đối của tứ diện đều đó. Thì ở đây bài 11 cũng với giả thiết và câu hỏi tương tự. Vì vậy, chúng ta cùng xem lại bài số 8 nhé. À, đây là bài số 8 chúng ta đã từng làm cùng nhau rồi đấy. Thì ta tính ra được khoảng cách giữa hai cạnh đối nhau bằng a căn 2 trên 2. Được chưa? Hay giữa hai cạnh đối AD và BC này. Như vậy thì ta sẽ chọn đáp án a căn 2 trên 2 đáp án B được chưa?